Dương và Prakash Family xin chào cả nhà mình nha. Hôm nay hai vợ chồng Dương có một câu chuyện thú vị gửi đến cả nhà mình nè. Mà cái câu chuyện này á là anh chồng Ấn Độ Dương á muốn gửi cho cả nhà mình xem. Thì cái câu chuyện đó á, là sau khi mà sống chung hai vợ chồng 3 năm trời, cái anh chồng Dương á anh phát hiện ra một điều, anh nói làm bất ngờ luôn. Anh nói sống chung với Dương 3 năm á, một điều mà anh nói làm cho vợ Việt gây chú ý nhiều nhất luôn, mà muốn vợ Việt chú ý chỉ có một điều duy nhất thôi. Thì cái điều đó là điều gì? Thì Dương xin mời cả nhà mình cùng theo dõi cái video mà vợ chồng Dương muốn gửi đến cả nhà mình hôm nay nha. Nãy giờ anh chồng Dương anh đang lay hoay làm bữa sáng cho cả gia đình đó mọi người. Cái bữa sáng này là sinh tố trái cây á, chuối nè, táo, sữa với lại Việt Quất á, mình xay ra mình uống buổi sáng cho nó thanh lọc cơ thể luôn. Thì Dương làm sẵn rồi, Prakash chỉ có việc phụ Dương là quay lên thôi chứ không phải là cách làm hết đâu nha cả nhà. Dương cũng có phụ đó nha. Buổi sáng thì anh chồng Dương cũng bận bịu lắm, tại vì anh đi tập gym về là 7:30 về tới nhà, cái anh lo tắm rửa xong cái cũng 8 giờ rồi, cái bắt đầu anh phải mở máy làm việc á, cho nên bữa sáng mà anh cũng không có thể nào mà phụ Dương làm buổi sáng hết được đâu. Dương làm nhưng mà có điều á là Ranh Vi á, nó buổi sáng nó cứ kêu Dương hoài, nó đòi Dương bồng á cả nhà, nó không muốn rời mẹ buổi sáng, cho nên là sáng nào cũng hay nhờ anh chồng Dương chút đỉnh vậy đó. Rồi lo cho cả nhà ăn sáng đồ xong hết trơn á, thì anh chồng Dương hôm nay nhờ Dương làm cái này nè, là chuẩn bị những cái nguyên liệu để cho anh chồng Dương nấu ăn. Tại vì mẹ chồng Dương á bình thường nấu, nhưng mà hôm nay mẹ chồng Dương cũng thấy không có được khỏe lắm, cho nên anh chồng Dương sẽ nấu bữa trưa. Hôm nay anh chồng Dương nấu cái món mới nha. Bình thường anh nấu cà ri, nhưng mà hôm nay anh nấu đồ xào chứ không phải cà ri. Thì cái đồ xào Ấn Độ á nó có khác gì á thì hôm nay Dương chia sẻ cho mọi người cùng biết luôn nha. Nó có khác với lại cà ri một chút, là khác về cái cách nấu thôi, còn nguyên liệu thì mình chuẩn bị nó cũng giống y như nấu cà ri vậy đó. Dương đang cắt cho anh chồng Dương 3 củ hành mà mắt nó cay xe luôn cả nhà ơi, nó xe cay á, nó nhiễu nước mắt luôn á, nó cay lắm củ hành. Mà bây giờ Dương cắt tiếp cà chua nữa nè. Anh chồng Dương hôm nay xài tới 3 củ hành, 2 củ cà chua nha, 5 tép tỏi, 5 trái ớt, thêm một củ gừng ha. Kể cả nhà nghe, bình thường á Dương hay trách anh chồng Dương á, Dương nói trời ơi anh không có thương vợ gì hết trơn á. Cả nhà biết anh chồng Dương anh trả lời với Dương sao không? Anh trả lời thiết thực lắm nha cả nhà. Anh nói vậy nè, anh nói anh không có lãng mạn, anh không có hành động gì lãng mạn, anh ngại lắm, với lại anh cũng không có thuộc cái tiếp người là lãng mạn nói, anh là hành động thôi. Cái ảnh mới trả lời Dương á, em coi nè, như gì có phải là thương em không nha. Bình thường á anh nấu ăn anh làm gì anh đâu có kêu em đâu, toàn là anh tự nấu không à. Bình thường anh không có muốn nhờ em làm gì hết trơn, trừ khi là anh bận việc quá trời thì anh mới nói em là chuẩn bị cái này cái kia. Chứ còn nấu ăn hay bất cứ cái việc gì, miễn anh xong việc là anh chạy vô anh nấu liền à. Vì cái đó không thương vợ là cái gì em. Đó, cả nhà thấy anh chồng Dương không? Đôi lúc cũng nói nhiều câu nói làm cho mình ấm lòng, ấm bụng vậy đó, mà nhiều khi mình sống chung mình không có nhận ra. Như Dương vậy đó, Dương không có nhận ra cái điều gì hết. Trừ cái lúc anh chồng Dương nói chia sẻ vậy, à cái Dương mới thấy đúng là vậy. Chồng mình nhiều khi không có làm những cái điều lãng mạn, nhưng mà những cái hành động của ảnh thì đúng là những cái đó làm cho mình vui, mình thấy là ảnh cũng rất là thương mình. Quay trở lại, Dương rửa gà cho anh chồng Dương nè mọi người. Gà Ấn Độ á, người ta làm á, người ta ăn là người ta bỏ hết cái da ra nha. Dương là Dương lột da ra hết vậy nè. Món Ấn là lúc nào người ta nấu ta cũng lột cái da gà bỏ, không có ăn da. Rửa lột da sạch sẽ trắng trẻo rồi, bây giờ Dương sẽ đem chặt cái miếng gà này ra nha, nhìn ngon quá. Phụ làm mấy cái nguyên liệu đồ xong hết trơn cho anh chồng Dương rồi. Bây giờ đó Ranh Vi nó đi tìm Dương rồi đó, trốn nó được chút xíu à cả nhà ơi. Bây giờ đi tìm Dương để Dương bồng, Dương giữ nó, Dương giao lại cái mấy nguyên liệu đó cho anh chồng Dương để anh chồng Dương chuẩn bị nấu ăn này. Không biết là mấy chị có khi nào suy nghĩ giống Dương như vậy không nha. Dương á nhiều lúc Dương suy nghĩ á, Dương ngưỡng mộ anh chồng Dương dữ lắm luôn. Không phải là ngưỡng mộ cái gì mà Dương ngưỡng mộ về cái tinh thần chia sẻ của anh chồng Dương á. Lúc nào anh bận việc dữ lắm luôn cả nhà, nhưng mà lúc nào cũng dành thời gian cho gia đình hết nha. Bận việc làm xong á là quay qua là sẽ phụ giữ con, hoặc phụ nấu ăn, hoặc phụ cái này phụ cái kia, chứ ảnh không có để Dương làm một mình cả nhà ơi. Cho nên là thấy nhiều khi ngưỡng mộ anh chồng Dương lắm luôn á. Nhiều khi á nha, rồi ảnh còn dành rửa chén với Dương nữa. Dương thấy ảnh làm phụ nhiều quá, cái Dương nói thôi đừng có rửa, để Dương rửa cho. Cái ảnh trả lời với Dương sao cả nhà biết không? Ảnh nói là để cho ảnh rửa cho, có gì đâu mà phải dành với ảnh.
Rồi bây giờ mình quay lại mình xem anh chồng Dương xào gà, cách xào gà của ảnh làm sao nha cả nhà. Đầu tiên ảnh cho dầu nóng, cả ảnh cho hồi, quế, cây, hoa, tiểu hồi, rồi thêm hạt thì là, thì giống như mọi ngày ảnh nấu cà ri gì đó, ảnh xào lên cho mấy cái loại đó nó thơm lên. Cái bắt đầu ảnh cho củ hành tây vô, củ hành tây vô xào xong ảnh cho ớt xanh vô xào, xào một chút củ hành tây vàng lên, cái ảnh cho thịt gà vô ảnh xào nha. Rồi xào thịt gà săn chút, cái ảnh cho mấy cái nguyên liệu bột nghệ, bột ngò gí, bột ớt, masala, rồi bắt đầu ảnh xào cho thịt gà săn thấm đều gia vị hết luôn. Thì ảnh nói hôm nay ảnh xào gà nó khác cà ri một chỗ á, là mình không có bỏ cà chua vô liền, mình xào chừng nào gà nó thấm hết gà với mấy cái hương vị đa hương đó đó, rồi mình mới cho cà chua sau cùng. Đang nấu ăn thì siêu thị người ta giao hàng tới nè, nhà Dương cứ 2-3 bữa là phải đặt một lần à, nó mau hết á. You see this? Oh my god, very big. 700 gram. Oh. One piece. Oh, 700 gram. Rồi, đang soạn đồ nè. Đặt siêu thị ra coi cái củ cải hết, biết hình dung nó dài. Yeah, 3 gan luôn. Hả? Huh? The cabbage is big. Ah. Cauliflower, bigger. Ah. You cannot buy anything. Chồng như nói đây gì cũng bự to hết trơn á. To lắm. Ừ. Lại cái nồi gà của ảnh sau khi để cà chua giờ nó như vậy nè, nó tự ra nước nha. Ảnh nói xào gà thì ảnh sẽ không có đổ nước cả nhà ơi. Rồi ảnh nấu chừng nào mà nó hết nước nó cạn xuống là ảnh tắt là xong cái nồi gà xào của ảnh rồi đó. Cái món xào của ấn là vậy đó cả nhà. Quay qua ảnh làm cái cơm trưa cho Ranvi luôn nè. Dạo này Ranvi không chịu ăn cơm, cái bây giờ làm bánh sandwich nè. Cả nhà mình có ai làm kiểu này cho mấy em nhỏ ăn không? Nhưng thấy làm cái này thì nó thơm ngon lắm nè. Mình đập một cái trứng xong cái mình cắt cái miếng sandwich ra làm đôi, cái mình nhúng cái miếng sandwich đó đó vô cái trứng cho nó thấm cái trứng vô sandwich, cái mình đem bơ á, nhà mình có bơ lạc, cái mình làm cho bơ lạc chảy ra, cái mình cứ chiên lên thôi. Mình nhúng cái miếng sandwich vô trong gì nè, như dòng dân làm gì nè, cái mình chiên lên nó thơm lắm nha, mà nó ngon, nó vừa ăn lắm. Tại cái miếng sandwich á, người ta có muối rồi, nó có vị ngọt của lúa mạch, lúa mì rồi đó, cho nên là bỏ trứng vô nữa mình không cần nêm cái gì hết trơn á, là nó vừa ăn à. Mà bỏ có bơ nè, rán lên, trời ơi, dưới trứng nữa nó thơm ơi là thơm luôn. Cái này nè, Ranvi ăn nó thích lắm luôn á cả nhà. Nó anh chồng Dương là cũng vậy đó nha, đồ ăn mà nấu đồ cho Ranvi cũng vậy, nó ảnh cũng làm được cái gì thì ảnh xuống bếp ảnh làm luôn à, chứ ảnh cũng không có kêu ghéo Dương, chia nhau mà làm cả nhà ơi. Giống như ảnh thấy Ranvi nó cứ thích mẹ, nó đòi bồng bồng á, là ảnh biết Dương bận, ảnh không có kêu, ảnh sẽ đổi ảnh làm mà. Cái này ảnh làm mà nước ép cà rốt với lại củ dền á, cho mẹ Dương với Dương với ảnh uống nè. Lâu lâu cái ảnh hay làm gì để uống cho nó có chất á. Mẹ Dương thì cần chất củ cà rốt nè. Hi. After living for 3 years with my wife together, I just realized that there is only one thing that can bring her attention. You can see that, I will show you a demo. You can see I can call her many times when she is doing something, she will not respond. But there is only one thing that can grab her attention. Let me show you what it is. Working now. Let me try to call her. Young. 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 Let me spell out the magic word. Oh, thằng bao VCB, 2 million, 2 million. Huh? VCB, Bitcoin Bank. Đô la hả? Ừ, money. Huh? What? Bitcoin Bank? Cái gì Bitcoin Bank? Huh? Bitcoin Bank? Huh? Cái gì Bitcoin Bank ở đây? Cái gì? I want to show them. Bitcoin Bank? Huh?
Trời ơi, không biết mấy chị có giống em không nha. Anh chồng em phát hiện cái tật của em mà muốn gọi em liền là phải như vậy đó mấy chị. Bây giờ Dương dẫn cho Ranvi đi ra ngoài chơi dạo dạo nè, cho nó thoải mái. 2-3 ngày nay Dương không có dẫn nó đi rồi cả nhà ơi. Cùng đi ngắm khu dân cư vòng vòng tại Ba Lan, cũng như là xem những cái loài hoa đẹp dễ thương cùng với hai mẹ con Dương nha. Thường thì anh chồng Dương bận việc lắm, một mình Dương dẫn Ranvi thôi à. À, con nói cô chú nghe làm sao ha. Ha, con chào cô chú đi. À, Ranvi chào cô chú, nhìn lên. À, con chào cô chú, đưa tay lên nè, đưa tay lên, con xin chào cô chú hả, con xin chào cô chú ơi hả. Ranvi hoa ha nè cô chú. Hoa nào, hoa đâu, hoa đẹp đâu, đưa cô chú xem. Ha hả? Trời ơi, lụm cái lá cây ở dưới mặt đất á, mà nói là hoa hoa. Bình thường Dương dẫn đi á, Dương hay nói hoa hoa. Bây giờ nó gặp lá cây với lại bông đó, nó kêu bằng hoa hoa. Tiếng Việt mình đó, hoa đó, Dương nói nó hoa hoa. Bây giờ nó tiếng Anh, tiếng Việt nó lẫn lộn hết trơn rồi cô chú. Chào con, chào. Rồi con chỉ lại cho con, orange đâu. Ở đâu orange đâu con chỉ lại cô chú xem coi. Orange, yellow, blue. Đi, chỉ lại cho con. Chỉ lại đi, chỉ lại cho cô chú mình nghe với. Ờ, à, nghe Ranvi nói với. Ranvi nói cho cô chú nghe coi. Ranvi giỏi lắm nè. Nói hai con, orange, yellow, blue. Ờ, à, orange, yellow, blue. Blue, 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 orange, yellow, 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 blue, blue. Giỏi quá ta. Xem nè mấy chị, hoa màu nó đẹp quá trời, mà hoa cái nhỏ mà nó một chùm như vậy nè, nhìn dễ thương dễ sợ luôn. Cộng thêm con bướm bướm nó cà bay lượn lượn, gió nó đu đưa nữa, đẹp lắm mấy chị ơi. Còn cái hoa vàng vàng này giống cái hoa hướng dương vậy ha cả nhà. Dương thì không rành hoa, mấy chị có gì nhắn cho Dương biết hoa với nha. Còn cái này là cái cây á, cái cây màu xanh mà nó cũng ra hoa nữa. Ở đây á, cây nó cũng ra hoa mà bông nó cũng ra hoa, cái gì nó cũng ra hoa hết á mấy chị. Cho nên là mình đi ra ngoài đường á thì mình sẽ thích dữ lắm luôn. Rồi đường xá người ta làm gọn gàng á, an toàn nữa, cho nên mình cứ đi dạo là vui lắm. Dạo chơi một hồi rồi thì Dương dẫn cho Ranvi nó đi công viên nè. Hôm nay công viên sao đông lắm, buổi sáng thường vắng lắm nha, nhưng hôm nay đông. Dương nghĩ là mấy em nhỏ chắc được nghỉ lễ hoặc nghỉ hè về gì đó. Ranvi nó chưa đi học nên Dương chưa biết là ngày gì á cả nhà. Đây con nít ở đây nó chơi nó leo dữ lắm luôn nha. Đây là mấy bé này còn lớn như bình thường, nhỏ nhỏ như Ranvi là nó biết leo rồi đó. Hôm nay Dương tạm dừng video tại đây nha.